chúng ta sang cái phần thứ năm. Thật ra là cái nó gọi là phương pháp thiết kế làm miệng dần. Thì đây là có thể đây là một cái lý thuyết hay là một cái tên gọi của một cái phương pháp chung thiết kế chương trình thiết kế thuật toán. Nhưng mà cái phương pháp này là nó rất là trừu tượng, mà theo tôi là nó theo cá nhân tôi thì cái phương pháp này thì không thật, không cần thiết lắm để dạy cho từng học sinh. Cái phương pháp này thì dạy cho người lớn thì hợp lý hơn, dạy cho giáo viên thì hợp lý hơn, dạy cho học sinh thì theo tôi thì nó không cũng được, nhưng mà nó không phải là phương pháp cụ thể, nó không phải là một phương pháp mà một cái thuật lập trình cụ thể, nó cũng không phải là một cái thuật toán cụ thể, mà nó chỉ là cái lý thuyết chung tổng kết lại của nhiều các cái phương pháp khác nhau. Nó có một cái tên chung như vậy. Thế nhưng mà cái này nó có trong chương trình. Thì đây là các bạn chú ý là cái phương pháp này trong chương trình T11 là có hẳn 8 tiết cho cái phần này, chiếm khá lớn nhé, chiếm 1/4 của cái chương trình sách giáo khoa lớp 11. Cho nên là có lẽ tác giả của những cái sách giáo khoa này, từ khi viết chương trình thì họ lại nghĩ rằng là học sinh là cần thiết, và họ tư duy của họ là dạy cho giáo viên biết để dạy cho học sinh, tôi nghĩ là như vậy. Đấy. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta cứ phải học thôi. Thì tôi sẽ có một cái buổi nó nhanh về cái này tôi không cần đi sâu, vì theo tôi là không cần thiết, vì tất cả những cái phương pháp mà chúng ta học lập trình cụ thể đấy thì chính là cái này rồi. Đây nó chỉ là cái tổng kết lại thôi. Thì phương pháp thiết kế làm miệng là cái gì? Nó bắt đầu các bạn thấy cái từ là miệng dần không? Đấy, thì nôm na là tất cả các cái phương pháp mà để thiết kế sản phẩm, mà thiết kế phần mềm, để thiết kế thuật toán hay là lập trình đều là nôm na là đi từ thô sơ đến chi tiết, đi từ cao xuống thấp, đi từ vĩ mô đến vi mô, và cái bước sau là nó miệng dần hơn so với bước trước, thì người ta gọi chung cái đó là phương pháp là miệng dần. Cái tên là miệng dần là cái tên nó hơi khó hiểu một chút. Thì lát nữa chúng ta sẽ hiểu hơn. Thì phương pháp làm miệng dần này, cái gọi là cái phương pháp làm miệng dần này nó làm cái từ nó rất là chung chung nhé. Thì cái này nó hoàn toàn nó tương đương, chúng ta vẫn nghe là cái nó gọi là phương pháp thiết kế là từ trên xuống, là một thôi, từ trên xuống. Đấy, từ trên xuống, hay là tiếng Anh nó gọi là phương pháp là top down. Đây là một trong phương pháp rất là mới từ rất là hay dùng. Hay là cho ta nghe một vài, có thể nghe cái thông tin đây là phương pháp lập trình cấu trúc đó. Thì tất cả những cái này tất cả những cái từ như là phương pháp thiết kế làm miệng dần này, phương pháp thiết kế từ chân xuống này, hay là lập trình có cấu trúc, thì tất cả đây là một thôi, tất cả nó là một. Được chưa? Thì tư tưởng của pháp này là như này. Nó chính là nó ở cái từ miệng dần thôi, nhưng mà tôi mô tả tỉ mỉ hơn nhé. Thế nó là cái gì? Thế nó là cái này đây. Để tôi mô tả cho các bạn. Từ một cái bài toán cụ thể nào đó nhé. Một cái bài toán đây. Bài toán gốc. Thì chúng ta sẽ phải suy luận, phải biến thành các cái đưa ra thành những cái các cái bước để thực hiện. Ví dụ chúng ta sẽ đưa xuống thành chia cái này ra thành các cái bước. Ví dụ nhé, tôi chia thành là làm ba bước nhé. Tôi gọi nó là B nhé, B1, B2 và B3. Ví dụ tôi lấy ví dụ như vậy, B2 và B3. Như vậy là các bạn giáo chúng ta sẽ chia làm thành chúng ta sẽ chia tổng thể bài toán ra thành nhiều bước. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ở đây là cái bước 1 nhé, là chia thành cái ba bài toán nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ mỗi cái phần này chúng ta lại chia nhỏ nó ra. Ví dụ ở đây ta chia nhỏ nó ra thành là gì, tôi gọi là B11 và đây là B12. Đấy, mình ta lấy ví dụ như vậy, đây là B12. Ở đây tôi lại chia nhỏ nó ra nữa. Đấy, tôi lấy ví dụ thế nhé. Đây là B21.
đây là B22 ví dụ như vậy. Đấy. Thì nôm na là các cái bước đó nó cứ chia nhỏ cho đến khi nào dừng lại, cho đến khi mà trở thành một cái phần rất đơn giản, quy chỉ là một dòng lệnh thôi. Đấy. Ta cứ chia nhỏ nữa ra mà cuối cùng sẽ làm được. Chúng ta chia nhỏ nó ra. Thì cái phần này chia nhỏ ra thành một cái đoạn lệnh. Cái này chia nhỏ ra thành một 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 cái đoạn lệnh. Ví dụ như vậy, cái này chia nhỏ ra thành một cái đoạn lệnh. Ở trong chương trình đấy, đấy, cái này chia ra thành một cái đoạn lệnh. Đấy. Và chúng ta sẽ ghép lại với nhau thì nó chính là thành cái giải bài toán. Đấy. Đấy. Thế là nôm na là chúng ta chia cái ba cái ý tưởng mà ta lớn thành những cái bước nhỏ hơn. Mỗi bước như vậy là chia nhỏ thành những bước nhỏ hơn nữa, cứ chia như vậy cho đến khi mà đến cái bước mà nó nhỏ nhất, tức là nó khi nó rất đơn giản, nó chỉ là một câu lệnh gán chẳng hạn, hay là một cái phép cộng, một phép trừ, một phép chia thôi. Đó thì cứ như vậy từ trên xuống, và làm bước sau là miễn dần của bước trước. Cứ như vậy chúng Cá ta biệt đúng. hoàn thành cái việc thiết kế chương trình. Các bạn chú ý nhé, như vậy là cái tư tưởng của nó chỉ là như vậy thôi. Đó. Thì cái bước này chúng ta có thể hình thành, chúng ta sẽ vẽ lại như sau nhé. Đây, tôi vẽ lại cái này cho chúng ta có cái hình dung nhé. Đây. Chúng ta sẽ em nôm na là đây là cái bài toán gốc này nhé. Đấy, bài toán gốc nhé, bài toán này. Và chúng ta sẽ chia thành, tôi đặc biệt tôi dùng từ hẳn hoi nhé, để chúng ta hình dung thôi, mô tả cái hình vẽ. Đấy. Thì tôi gọi cái này là bước, hay là tiếng Anh gọi là step nhé. Step 1 này, đây là step 2 này, đây là step 3 này. Đấy. Xong mỗi step này chúng ta lại chia nhỏ nó ra nữa. Mỗi cái như vậy chúng ta chia nhỏ ra cho đến khi nào mà thành cái bài toán nhỏ nhất có thể làm được. Cho nên là step 2.1, step 2.2. Đấy, cứ như vậy. Cứ như vậy chúng ta chia nhỏ nó ra nữa. Đây tôi chỉ mô tả nó ra như vậy thôi nhé. Chúng ta sẽ đây. Đây cái sơ đồ này nó mô tả cái phương pháp làm miễn dần, được chưa? Đó. Thì các cái bước này là nó là cái gì? Cái gọi là cái step này. Thì có thể step này có thể là nó chỉ là một cái chi tiết rất nhỏ trong lập trình. Nhưng cũng có thể step này này nó có thể là một cái bài toán con, một cái bài toán nhỏ hơn. Thậm chí khi chúng ta làm quen rồi thì một step này này nó có thể nó là nhiều bài toán con, hay là nó là một cái module. Hay chúng ta chú ý như vậy là đây nhé. Bây giờ tôi xuống dưới là vẽ thêm nhé. Như vậy là mỗi một cái step như vậy, mỗi một cái bước như vậy mà chúng ta đang vừa mới làm nhé. Mỗi một cái step này này. Này này. Đấy. Mỗi một cái step như vậy nhé. Nó là cái gì? Một cái bước nhé. Thì nó có thể là gì? Nó có thể là một, nó có thể là chỉ là một cái, nó chỉ là có thể là chỉ là một dòng lệnh thôi. Một dòng lệnh hay là một cái thao tác nhỏ. Cũng có thể nó là một cái hàm nó có thể là nó có nhiều bước, chúng ta gộp lại thành một cái hàm, hay là một cái thủ tục, hoặc nó có thể chúng ta ghép lại nhiều hàm trong một cái gói mà tôi gọi là các cái module, có thể là một cái module, tức là gồm có là nhiều hàm mà độc lập với nhau, độc lập và được dùng lại nhiều trong chương trình, dùng lại nhiều. Đó. Thì như vậy là cái nôm na là cái gọi là cái quy trình thiết kế thuật toán theo theo phương pháp là biện dần. Thì chúng ta có thể chia nhỏ cái tư duy cách làm của chương trình đó thành những cái bước, thành những cái lệnh nhỏ hơn, các nhỏ hơn cho đến khi mà nó làm một lệnh thôi. Đấy. Đó là cách làm, đó là cái phương pháp mà đơn giản nhất chúng ta sẽ làm ngay bây giờ, ngay cho ví dụ. Hay là chúng ta làm quen rồi, chúng ta có thể chia nhỏ nó ra thành những cái hàm nhỏ. Mỗi cái hàm như vậy nó mang là một bước, hay là một cái bài toán con. Hoặc chúng ta có thể chia ra thành những cái mô đun. Mỗi cái mô đun như vậy là gồm có thể nhiều hàm hay nhiều thủ tục có quan hệ với nhau, nằm trong một cái mô đun riêng. Chúng ta có thể tách mô đun nó ra để chúng ta có thể dùng lại nhiều lần.
Thì tức vậy tất cả những cái này đều gọi là, đều gọi chung là gì? Đều gọi chung là phương pháp thiết kế là miễn dần nhé. Đấy, tất cả cái này các bạn chú ý nhé. Tất cả những cái này. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi lấy ví dụ cho các bạn cho ta thấy rõ, tôi xin lấy một vài ví dụ thôi, chúng ta sẽ không gọi là không ví dụ nhé. Đây. Ví dụ 1 nhé. Ví dụ 1 tôi sẽ lấy ngay cái thuật toán sắp xếp chèn mà chúng ta đã biết đấy. Đấy, từ hôm trước ấy. Bây giờ tôi sẽ minh họa cho các bạn là như vậy là mà chúng ta minh họa nhé. Như vậy cái bài toán là gì? Cái bài toán là như sau. Bài toán của chúng ta là cho cái dãy A. Bây giờ là cần sắp xếp. Để sắp xếp bằng các thao tác là đổi chỗ hay là so sánh để sắp xếp thành cái dãy đơn điệu tăng. Được chưa? Đấy. Đơn điệu tăng. Được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi, chúng ta là tư duy thử theo cái thuật toán là theo cái tư duy là miễn dần nhé. Đấy. Để miễn dần. Thì chúng ta nhớ lại là cái hôm cái bản chất cái tư duy của cái lõi của cái thuật toán này là gì? Là chúng ta lần lượt xét cho y chạy từ đầu cho đến cuối, và chúng ta mỗi một cái i đó chúng ta sẽ chèn vào, nhấc lên và chèn vào vị trí đúng của nó ở phía trước. Đấy. Như vậy là ở cái bước 1 chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ là chúng ta đưa về cái step 1 là như sau. Cái step 1 nhé. Đây là cái step 1 là như sau này. Chúng ta sẽ duyệt cho y chạy từ đầu đến cuối. Nhưng mà chạy từ 2 đến n. Và chúng ta sẽ chèn AI vào vị trí đúng ở phía trước. Trong cái dãy con là A0, A1, phải là AI-1. Đấy. Như vậy cái sắp bồn này chúng ta sẽ đưa về được cái bài toán này. Đúng không? Thì bài toán này nôm na hiểu được chính là cái bài toán 1 đây. Và step 1 là chúng ta sẽ đưa về cái bài toán gốc thành cái bài toán này, là chèn AI vào cái vị trí đúng của dòng dãy còn ở bên trái. Được chưa? Đó, thì đó là step 1. Rồi, thì bây giờ ở bước 2 chúng ta sẽ xem xét cái bài toán con này. Được nhé. Thì chúng ta làm như sau. Thì chúng ta nhận tư tưởng của cái chèn đó là cái gì? Là chúng ta sẽ phải làm theo 3 bước sau đây này. Cần nhớ lại nhé. Chúng ta sẽ đưa cái này vào theo 3 bước. Theo 3 cái step con. Bước 1 là chúng ta là nhấc AI lên. Đấy, con tử nhấc AI lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm chuyển các phân tử bên trái của AI. Bên trái AI mà lớn hơn AI thì chuyển sang phải. Đấy. Chúng ta nhấc lên các phân tử lớn hơn AI ở bên trái, chúng ta chuyển sang phải và như vậy nó rỗng ra. Và đến bước thứ 3 là chúng ta là chèn cái AI vào vị trí rỗng. Và cái vị trí rộng đó của cái bước 2. Thì cái bước 1 này đây chính là step 1 2 đây chính là step 1 3. Được chưa? Đó. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ mô tả tiếp nhé. Cái step mà nhấc lên này thì chẳng qua là chúng ta lưu cái biến AI lại là thì chúng ta cái này chúng ta
dẫn đến cái này chúng ta chỉ có đúng một lệnh thôi, là chúng ta làm cái lệnh là gì, là chúng ta làm lệnh là value bằng AI. Đấy, AI. Được chưa? Còn cái bước này, chúng ta sẽ phải làm qua hai bước qua sau đây. Chúng ta làm đầu tiên là chúng ta phải chia làm thật ra là cũng hơi khó nhé. Bước này này, muốn chuyển các phần tử của phần bên trái AI lớn hơn AI sang AI thì chúng ta phải làm như sau. Đây, chúng ta phải thiết lập một cái bến trung gian là G nhé. Đây này, và đây tôi làm như sau, tôi chia cái này làm ba bản thân con. Đây nhé. Tôi chia cái này làm ba cái giai đoạn con. Ôi giời. Đấy, nhầm mất rồi thế nào. Xóa cái này đi nhé. Thực ra cái bài này chúng ta đã làm trên đấy rồi, bây giờ chúng ta làm bằng tay rồi, vì làm lập trình rồi, bây giờ viết trên cái này là hơi khó nhé. Viết trên cái này là hơi nó hơi gây ra khó khăn. Không, tôi cứ viết, tôi tạm thời viết nhé. Đây, chúng ta chia làm ba cái bản thân con nhé. Đây, step 1, 2, ta chia nhỏ là step 1, 2, 1. Ở đây chính là 1, 2, 1. Ở đây chính là 1, 1, 2, 2. Ở đây là 1, 2, 3. Thì làm như sau nhé. Ở cái bước này này, là chúng ta muốn chuyển các phần tử bên trái. Đấy. Và thì làm như sau, chúng ta đặt cái biến G bằng Y chỉ 1 là cái phần tử cái phần tử đầu tiên ở bên trái, xong chúng ta là lặp cho đến khi chúng ta là y đúng không, y mà g lớn hơn hoặc bằng 0 và ag lớn hơn value thì chuyển sang bên phải, đúng không? Chuyển sang bên phải thì lên như sau này, chúng ta sẽ đặt bên phải là a đặt trên. Nếu như này thì sẽ đặt là AG cộng 1 bằng AG. Đấy. Không, tôi xin cái này để thêm cái này hơn. Đặt, nếu này thì ta AG cộng 1 bằng AG. Đấy. Sau đó cuối cùng rồi thì chúng ta mới xóa cái này đi. Sau đó ở bước này là chúng ta sẽ làm như sau. Ở bước này là chúng ta sẽ gắn lại là gì, là AG cộng 1 bằng value. Không, tôi xin lỗi, tôi nhầm. Là tôi dạy chứ, mình dạy cho tôi chạy cái chỗ này là đặt là G bằng G bằng G trừ 1. Đấy. Còn ở chỗ này này, cái chỗ này đi xuống này mới đặt lại là a g cộng 1 bằng value. Đây là chính là thao tác là chèn AI chèn cái AI này vào vị trí rỗng, chèn cái value này vào vị trí rỗng là chính là a g cộng 1. Đấy, được chưa? Như vậy là cái bài này là cái tư duy của cái bài thuật toán chèn này chúng ta đưa về cái này. Nhưng trong sách thì khi viết ấy, thì tôi viết thành các cái bước nó dễ nhìn hơn, để tôi viết thành sơ đồ nên khó nhìn hơn, được chưa? Nhưng mà tổng lại ta có như sau này, tổng kết lại chúng ta sẽ là như sau. Chúng ta sẽ ra là cái thuật toán chèn có thể viết như sau. Đây, cái thuật toán chèn là như sau nhé. Chúng ta là for y in range từ vị trí thứ hai là 1 cho đến n, đúng không nào? IN này N nhé. Sau đó là chúng ta là như sau này. Chúng ta tới đây vẫn là cái bước 1. Sau đó cái bước tiếp theo này là chúng ta chia nhỏ ra này. Thì lệnh đầu tiên là chúng ta nhấc, đây là lệnh value bằng AI. Đây chính là cái lệnh là gì? Là cái lệnh là nhấc AI lên. Đấy. Sau chúng ta đặt là g bằng y trừ 1, chúng ta bắt đầu
Và cái vòng lặp while chúng ta thiết lập tất cả các phần tử bên trái của y. Nếu phần tử bên trái đó, đây y là phần tử bên trái đây, phần tử bên trái mà lớn hơn value thì chuyển sang phải, thì chúng ta đây là hai chấm, thì chúng ta đặt là a g cộng 1 bằng a g đây, để chính là chuyển sang phải hay không đấy. Chuyển sang phải. Xong rồi đặt là g bằng g trừ 1, chúng ta lập bắt đầu từ phần tử đầu tiên ở bên trái, chúng ta đi dần sang bên trái đến khi nào mà gặp cái phần tử mà lớn hơn nhỏ hơn bằng value thì dừng lại, hoặc là bằng không thì dừng lại. Và cuối cùng chúng ta đặt ở đây, chúng ta đặt đây, chúng ta đặt là a g cộng 1 bằng value. Đây chính là đặt là chèn đấy, đây chính là chèn AI vào vị trí đúng của mình, vào vị trí rỗng. Thì đây chính là cái, đây chính là cái thuật toán chèn, bạn thấy không? Như vậy là thật ra là chúng ta đã biết cái thuật toán đó rồi, để mà chúng ta mô tả rất dễ. Chứ còn thì chúng ta mới tổng kết là các cái bước này chính là cái bước này, chính là mô tả các bước như này, và nó chính là các cái bước như thế này. Đấy, bước như thế này thôi, được chưa? Đấy. Hay không nào? Đấy, chúng ta thấy vậy là thế. Đây chính là cái, đây chính là mô tả các cái mô tả cái gọi là cái tư tưởng của cái phương pháp là thiết kế phương pháp làm lại miệng dần. Khi chúng ta đã quen phương pháp lại miệng dần rồi, thì khi đó là chúng ta không cần mô tả tỉ mỉ tận từng bên sâu từng cạnh một, mà chúng ta mô tả thành những cái bài toán. Chúng ta sẽ chia bài toán lớn thành những bài toán con, và chúng ta mô tả cho đến khi mà gặp một bài toán nhỏ nhất mô tả như một hàm là được. Thì lúc bây giờ cái sơ đồ nó như sau. Mình mô tả cái sơ đồ nhé. Sơ đồ cái phương pháp làm miệng dần theo cái mô hình là hàm và thủ tục là như sau nhé. Đây cái bài toán của chúng ta, đây cái bài toán gốc đây nhé. Bài toán gốc chúng ta sẽ chia thành cái mà chúng ta sẽ chia cái giải toán lớn thành những cái bài toán nhỏ hơn, gọi là bài toán con 1, bài toán con 2, và đây là bài toán con 3. Và cứ như vậy chúng ta lại chia nữa, chia cho đến khi nào mà nó nhỏ nhất mà chúng ta có thể giải được ngay thì chúng ta dừng lại, được chưa? Chia thành bài toán con 2 nhé. Sau đó chúng ta sẽ, đây chúng ta sẽ, chúng ta lại chia nhỏ nó ra nữa nhé. Đây, chia nhỏ nó ra. Đây là cái bài toán con, đặt tên viết nhanh nhanh nhé, 2.1. Đây là bài toán con 2.2. Ta có thể, thậm chí ta có thể chia nữa nhé. Chia cho đến khi nào mà chúng ta thấy được cái bài toán mà nó khá nhỏ mà chúng ta có thể làm được ngay. Đấy, thì đây, ví dụ đây là cái bài toán con là 2.2.1. Đây là 2.2.2. Và mỗi cái bài toán con như này này, mỗi cái bài toán con mà chúng ta chia nhỏ thấy bước nhỏ nhất đây này, đó đây này, thì mỗi cái này nó là một cái hàm, hay là một thủ tục. Đấy. Thì cái đó là bài toán lớn, có thể chia thành những cái thủ tục thôi. Còn là cái bước trung gian như này thì nó là cái lệnh mà để kết nối đấy. Thì đây là một cái mô hình, nó giống là một mô hình trên nhưng mà nó ở cái dạng là nó vĩ mô hơn một chút, và nhìn vào nó dễ hiểu hơn, đó thấy không nào. Đấy. Còn khi chúng ta đã thạo nữa rồi thì cái việc mà ta thiết kế thì bây giờ nó cũng có thể làm như sau. Đây là đã miệng rồi nhé, nhưng mà đây là cái cách, cái sơ đồ thứ hai mô tả một cách vĩ mô hơn một chút cũng rất dễ hiểu. Bây giờ tôi mô tả cái sơ đồ thứ ba là sơ đồ rất tổng quát, và nhìn vào nó thành gọn, chia bài toán lớn thành những mô đun con thì như sau.
để tôi mô tả cái sơ đồ thứ ba. Như vậy cái cùng là cái phương pháp làm hiện dần, chúng ta có thể vẽ cách chúng ta tiếp cận cái phương pháp đó theo nhiều mức khác nhau. Cái mức một mà tôi nói lúc nãy là cái mức mà đơn giản nhất cho những người mới làm hết, chúng ta tỉ mỉ mô tả từng bước, từng bước, từng lệnh một của cái chương trình của chúng ta. Ở sơ đồ này vừa rồi là chúng ta mô tả đến tận từng hàm, từng hàm, từng hàm một. Còn là cái mức độ sơ đồ thứ ba bây giờ, chúng ta sẽ mô tả không cần từng hàm, đến từng cái module, từng thư viện một. Đó, thì tôi lấy ví dụ nhé, đây là bài toán này. Bài toán. Thì chúng ta có thể chia thành ví dụ là hai phần. Cái phần này là nôm na là cái module. Module 1. Đây là chúng ta sẽ làm cái module 2 chẳng hạn. Module 2. Đấy. Thì trong cái module 1 này thì chúng ta có thể chia ra thành những cái hàm nhỏ hơn. Đấy. Đấy. Những cái hàm. Chúng ta có thể chia ra thành những cái chương trình bài toán con nhỏ hơn. Đấy. Nhỏ hơn. Xong chúng ta có thể lại chia nữa ra. Đấy, chia nữa ra. Đấy. Chia nữa ra để chia ra thành những cái bài toán con nhỏ hơn. Thành những cái hàm nhỏ hơn như thế này. Thì như vậy toàn bộ trình chúng ta thành rất nhiều, nhiều nhiều hàm, nhưng nó chia thành hai module. Đây là một module, đây là hai module. Tôi lấy ví dụ như vậy. Đấy, như thế. Nhìn nó vẫn thế thôi, nhưng mà là chúng ta ở mức độ là vĩ mô hơn, chia thành cái bài toán lớn, chúng ta chia thành những cái module con. Module con như vậy là có thể là một hoặc là nhiều hàm có liên quan đến nhau, chúng ta cho vào một nhóm. Như vậy đây chỉ là hai nhóm, như vậy có thể chia là ba bốn nhóm, tùy các bạn, tùy cái thiết kế của chúng ta, được chưa? Thì đấy là tôi, đây là mô tả cái phần lý thuyết thôi. Bây giờ tôi ví dụ một vài minh họa để cho các bạn xem nhé. Ví dụ minh họa cho một vài cái chương trình nhé. Đây tôi lấy ví dụ một cái bài tập mà tôi lấy trong sách giáo khoa. Đây cái bài này tôi lấy trong sách giáo khoa tin của chúng ta đấy. Mình tôi làm thử cái bài mẫu luôn cho chúng ta xem nhé. Nó đơn giản thôi. Đây một cái bài như thế này. Tôi mô tả cái bài toán trước ở bên ngoài, sau chúng ta sẽ cùng nhau làm luôn nhé. Đây mô tả cái bài toán chúng ta ở đây nhé. Mô tả cái bài toán thì cái dạng là đây, bài toán của chúng ta như này nhé. Để tôi lấy ví dụ này, bài toán như sau này. Và tôi lấy luôn từ sách giáo khoa lớp 11 luôn nhé, để chúng ta thấy nhé. Đây, tức là bây giờ nhà sử nhân sau, giả sử là em là người quản lý trong cái cơ sở kinh doanh của mẹ em chẳng hạn. Hàng ngày cứ cuối mỗi buổi là họ sẽ gửi về cho em một cái bảng là bảng doanh số của cửa hàng em trong một ngày. Và em phải có nhiệm vụ là nhập vào và thu thập và thông báo bằng cái báo cáo kết quả cho cửa hàng. Đấy thì cái thông tin dữ liệu là như sau. Dữ liệu là cái doanh số bán hàng hàng ngày. Thì tôi ở dưới dạng một cái file doanh số chấm in như này. Và nó có dạng như sau. Ví dụ nó có dạng là gì? Nó có dạng là đầu tiên là tên các mặt hàng, ví dụ như là gạo trắng, sau đó có dấu phẩy ngăn cách, và bên cạnh sau dấu phẩy này bên cạnh sẽ là cái làm con số mô tả cái doanh số bán hàng tính bằng tiền nghìn chẳng hạn, lấy ví dụ nhé, hay là tính bằng tiền bình thường đấy là 1.025.000. Xong bài thứ hai là cam phẩy là 250.700 đồng. Xong thứ ba là quýt, tôi lấy ví dụ thế nhé, ví dụ nhé. Xong dấu phẩy ở đây là 760.600. Xong tiếp theo là ví dụ thôi là táo, xong nó phẩy là như là 120.000. Ví dụ như vậy nhé, một cái file như vậy. Thì nhiệm vụ của em là phải nhập dữ liệu này vào và xử lý và phải in ra là kết quả sau đây. Đấy, phải thông báo kết quả. Nhiệm vụ của em bài toán như sau. Bài toán là phải nhập cái dữ liệu này vào và thông báo kết quả. Thông báo
thông báo hai cái bảng kết quả, hai bảng kết quả sau, hai bảng kết quả sau. Cái bảng một là chúng ta phải hai cái bảng một là như sau. Cái bảng một là chúng ta sẽ phải in ra một cái báo cáo là danh sách các mặt hàng doanh số, nhưng mà sắp xếp theo thứ tự là giảm dần của doanh số. Đấy. Một là cái bảng là in ra cái bảng doanh số giống như trên, nhưng mà theo thứ tự giảm dần của doanh số. Đây là báo cáo 1. Báo cáo 2. B2. Báo cáo B2 là như sau. Báo cáo 2 là đề nghị là in ra thế cần cho mình đi nhé, tùy mình nhé. In ra hai mặt hàng. Mặt hàng thứ nhất là mặt hàng mà có doanh số kém nhất, có doanh số thấp nhất, để người bán hàng biết. Và mặt hàng thứ hai là mặt hàng có doanh số cao nhất. Có doanh số cao nhất. Đấy, thì lên nhé, cao nhất. Đấy, như vậy chúng ta sẽ phải làm cái bài toán như vậy. Bài toán lớn như vậy đúng không nào? Đó. Thì dữ liệu đầu ra là như sau. Cái dữ liệu đầu ra của bài toán của cái bước 1 này thì tôi sẽ ký hiệu của nó là gọi đó là kết quả 1.out. Còn cái bài này là kết quả 2.out. Tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Đó. Được chưa? Thế nhưng mà chúng ta thấy ngay là cái bài này chúng ta thiết kế như sau. Bây giờ tôi thiết kế nhé. Tôi thiết kế bài này theo phương pháp là miễn dần thì như thế này. Đấy, về thiết kế này. Tôi thiết kế nhé. Thiết kế theo phương pháp làm miễn dần. Rồi. Tôi không vẽ sơ đồ, tôi viết luôn thôi nhé. Bước 1 của chúng ta là chúng ta phải nhập dữ liệu đầu vào. Nhập dữ liệu đúng không? Nhập dữ liệu và đưa vào hai cái bảng. Đưa vào hai cái list. Một cái list là các mặt hàng, tôi ký hiệu nó là P nhé, hay là product nhé. Cái list thứ hai là cái list là doanh số bán ra, tôi ký hiệu tôi là doanh số. Nhưng mà có hai cái bảng, một cái list là doanh products và một list là doanh số, được chưa? Rồi là bước nhập dữ liệu. Bước thứ hai là tôi sẽ phải sắp xếp cái mặt hàng này theo doanh số. Theo bước thứ hai là sắp xếp cái hai danh sách trên theo gì? Theo cái giá trị giảm dần của doanh số, theo cái giá trị giảm dần của doanh số nhé. Của doanh số đó. Sau đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải sau khi chúng ta sẽ in ra bước thứ ba là in ra cái báo cáo một, và cái thứ tư là in ra báo cáo hai. Thế các bạn có thấy không? Như vậy cả thấy ngay là nhìn tổng thể thấy ngay bước một này có thể đưa vào thành một cái hàm riêng, tôi gọi là cái hàm là nhập dữ liệu. Đấy, cái hàm như này. Cái bước thứ hai là sắp xếp, tôi sẽ đưa vào một cái hàm gọi là hàm sắp xếp. Bước thứ ba là in ra báo cáo 1, thì tôi viết đặt tên là báo cáo 1. Còn thứ tư là in ra cái báo cáo 2, đúng không nào? Như vậy là toàn bộ trình của chúng ta sẽ gồm có bốn cái hàm, đúng không?
thì tôi có thể sau tôi chia ra cái hàm nhất này, tôi gọi đây là tôi tách ra thành thành một cái module. Cái module là có thể nó gồm các thư viện, thì như vậy cái thư viện nhập dữ liệu là có thể tôi dùng dùng đi dùng lại nhiều lần, thì đến lần sau tôi dùng không tôi vẫn dùng lại nó được. Báo cáo 1, báo cáo 2, tôi đưa hai cái này vào một vào một vào một cái vào một cái module khác. Đây là cái vào một cái module module 1, còn đây là vào cái module 2. Module 2. Còn xếp xếp được này thì không cần, xếp này là do cái việc xử lý thôi. Thì chúng ta sẽ để lại thành trong trình chính, chúng ta có thể cái hôm sau người ta lại cho yêu cầu em làm theo một cái trình khác, làm theo một cái yêu cầu khác, không phải in ra theo doanh số giảm dần, mà hôm sau lại ví dụ yêu cầu là tính tổng doanh số chẳng hạn, thì chúng ta vẫn làm vẫn để nguyên trong chương trình nhé. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ gồm có là gì? Phần nhập dữ liệu, phần sắp xếp chính là phần xử lý, cái phần này chính là phần xử lý, chính là phần xử lý dữ liệu, và phần đẩy liệu ra, đây là kết quả ra, báo cáo ra. Đó, thế là như vậy. Chúng ta chia cái bài này, chúng ta cái này miệng dần, nhưng mà không không chia tỉ mỉ theo từng lệnh, mà chia thành những cái hàm, thành những chức năng con, và chúng ta chia như vậy, và chúng ta xử lý như là một cái chương trình và lập thành những cái module đấy. Thì được chưa, cho các bạn, bây tôi cho các bạn xem nhé. Đây, bây tôi làm chơi thử cho các bạn xem cái làm luôn cái chương trình này nhé, chúng ta thấy hình dung nó như thế nào, làm một cái trình hoàn hoàn thiện cụ thể luôn nhé. Bây giờ tôi đây, đầu tiên tôi sẽ tạo cái tệp chương trình này, à cái tệp dữ liệu nhé, tệp dữ liệu đầu vào, ví dụ nó có tên là data.in chẳng hạn nhé. Đó, đây là dữ liệu đầu vào nhé. Tôi lấy ví dụ này, gạo, tôi vô tả thôi, gạo trắng nhé, xong rồi có dấu phẩy này. Vì sao lại không, vì sao lại không không dấu cách mà dấu phẩy, vì là bắt buộc dấu phẩy, vì để dấu cách chúng ta không phân biệt được giữa chữ gạo chữ trắng, dấu cách từ trắng mà dấu cách sang số thì không phân biệt được, cho nên phải dấu phẩy để tách ra cho dễ hơn. Như vậy đối với gạo trắng ví dụ là 1.245.000 đồng đấy, đúng không nào. Xong cái bước thứ hai là gạo ST25, sau đó là dấu phẩy. Cái này số nhiều hơn là 3.450.000, xong loại thứ ba là cam, ví dụ như là cam xanh chẳng hạn, cam xanh là nó đắt tiền hơn, được là 2.670.800. Xong thứ ba là cam, cam quê, rồi với liệu cam quê thì là 700.000 thôi, ví dụ như vậy. Xong lại cái thứ tư là quýt, ví dụ mô tả là nhé, quýt là 578.000. Xong bước tiếp theo là đi, các bạn cứ nghĩ ra đi, là ớt, ớt bột, tôi lấy ví dụ, cứ ghi cho nó ví dụ nhé, 670.000. Đấy, rồi là gì, rồi là mì, mì ăn liền. Đấy, là một cái suất mì ăn liền là 460. Thêm một cái món nữa đi, là cái món là bánh, bánh quy bơ chẳng hạn, bánh quy bơ Hà Nội chẳng hạn, là 2 triệu. Được chưa? Đó, như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi, thế rồi nhé. Bây giờ tôi ghi cái này ra, chúng ta ghi vào cái hôm nay chúng ta ghi ra cái bài rồi. Chúng ta làm thử một cái ví dụ như này nhé. Chúng ta làm cái lớp nào, đâu nhỉ, đây là bài này. Đúng rồi, hôm nay là buổi thứ năm đây. Chúng ta ghi ra cái bài này là phải data nhé, data.in nhé. Đấy, được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi viết chương trình này. Đó, bây giờ tôi chương trình hoàn chỉnh nhé. Chúng ta cùng làm cho nó vui nhé, cùng làm. Cho thiết kế xong rồi, và bây giờ chúng ta sẽ lập trình đi nhé. Chúng ta gồm có là 1, 2, 3, nó có cho chúng ta sẽ cần là 4 cái hàm. 4 cái hàm là chúng ta làm xong, và chúng ta sẽ chạy chương trình chính nhé. Đây. Đầu tiên ở trên này chúng ta sẽ thiết lập mà luôn là cái FI, là cái file dữ liệu đầu vào là data, chúng ta ghi luôn đây là in nhé. Và dữ liệu đầu ra
có hai file là file FO1 bằng này. Đồ bài chúng ta là gì nhỉ? Đồ bài của chúng ta là báo cáo 1, à không phải, in ra. In ra à, kết quả một à, kết quả 2 đúng không nào? In ra là kết quả một, kết quả 2. Như vậy đây là kết quả 1 đúng không? Chấm out. Và FO2 bằng kết quả 2 chấm out. Chúng ta ghi luôn cái file cho dễ. Rồi, bây giờ tôi mô tả các bạn cái bốn cái hàm nhé. Cái hàm đầu tiên là cái hàm là nhập dữ liệu. Đầu vào của nó là một cái file bất kỳ, là cái file dữ liệu đầu vào, tôi gọi là FI đây. Đầu vào của nó là cái này. Nhưng mà vì đầu bài của chúng ta lại là cái file mà có tiếng Việt, cho nên phải đây và thêm một cái, đúng ra phải thêm chữ R ở đây, nhưng mà chữ R có thể bỏ qua cũng được, vì cứ đọc thì không cần nữa, thì để nguyên. Và quan trọng nhất là phải có cái thông tin là encoding nhé. Xin lỗi, nhầm, xin lỗi, FI, xin lỗi, tôi nhầm quá. Thế này chứ, tôi nhầm nhầm, hơi đúng là hơi bị, nhiều khi cái bị tàu hỏa nhập ma. Rồi, cái file này là cái đây là nhập dữ liệu, đầu vào là một cái file FI, mà là một cái, là một cái dữ liệu, là một cái biến kiểu file, chính là cái file này này, đấy. Rồi chúng ta bắt đầu làm, bây giờ bây giờ dữ liệu này, chúng ta gọi F là cái, là kiểu file, chính là open, lệnh open nhé, là FI, thì mở cái file FI ra, và nếu muốn đọc thì chúng ta thêm cái R này. R này có thể bỏ qua nếu mà đọc. Sau đó chúng ta dùng cái biến encoding bằng là UTF-8. Đấy, thì với những cái file mà nó là có dữ liệu bằng tiếng Việt thì bắt buộc chúng ta phải thêm cái encoding vào đây. Encoding vào đây nhé. Đấy. Vì file chúng ta là cái file nó có tiếng Việt. Đấy, gạo trắng ấy này. Chứ bắt buộc là phải để như thế này. Đấy. Để trên đây là cái lệnh mở file ra. Lệnh mở file. Và vì chúng ta sẽ đọc từng dòng một. Đọc từng dòng một, đây mỗi dòng đọc vào chúng ta sẽ tách làm hai phần. Tách phần đầu tiên đưa vào cái bảng là sản phẩm, cái lệnh thứ hai đưa vào cái bảng là doanh số nhé. Rồi chúng ta làm như thế nhé. Đây thì đầu tiên chúng ta làm như sau, chúng ta đưa vào thành đọc từng phần một thôi. Chúng ta làm như sau, chúng ta for line in F, đây một cái lệnh này, đọc tất cả các lệnh, các cái dòng từ F, từ cái file F là cái file chúng ta đã mở ra ở lệnh trên nhé. Đây chỉ lệnh là duyệt trên tất cả các dòng, thì mỗi dòng nó là một số ký tự thôi nhé. Rồi chúng ta sẽ làm như sau nhỉ, nhé, chúng ta chú ý nhé. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đặt a bằng, chúng ta dùng cái lệnh line này, xong chúng ta split, tách ra. Nhưng tách ra đây là tách ra và dùng dấu phẩy để mà tách, chúng ta phải viết cái này dấu phẩy. Đấy. Đây là tách cái dòng nó ra, tách dùng dấu phẩy làm dấu cách, và nó tách ra làm hai, làm đưa thành hai cái mảng nhé. Cái mảng thành hai giá trị, thành hai sâu, tách ra làm hai sâu. Sâu thứ nhất là cái chữ là gạo trắng hay là gạo ST, còn sâu thứ hai chính là 124500. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đây. Như vậy là cái lệnh này nó sẽ tách cái từng dòng một ra làm hai phần, lấy dấu phẩy làm ngăn cách. Sau đó chúng ta sẽ phải đưa vào cái tập doanh số, thì chúng ta cái bảng doanh số bây chúng ta, đây giờ chúng ta sẽ phải làm thêm một cái nữa, chúng ta dùng cái gọi là P đi. P là product đi. Là cái dãy dùng để lưu, dãy cái list này dùng để lưu cái doanh số. Đây chúng ta ghi vào đây là dãy các cái mặt hàng nhé, các bạn. Còn cái lệnh thứ hai đầu tiên là G, GS doanh số cho dễ, không biết dài. Đây là dãy các cái doanh số. Đấy. Được chưa? Ở đây. Rồi, thì bây giờ tôi tách ra này. Tách ra cái lệnh này, lệnh split cho tách ra, tôi sẽ tạo ra thành một cái list. Như vậy cái A, thì chữ A này, cái A này là cái list A, nó có hai thành phần. Cái A0 chính là cái mặt hàng tương ứng, còn cái A1 chính là doanh số tương ứng. Được chưa? Thì chúng ta làm như sau, cái A0 chúng ta đưa ngay vào P, chúng ta viết là P.append luôn cái A0.
Đấy, chúng ta chú ý A0. Được chưa? Còn cái danh số thứ hai thì cũng là append. Nhưng không phải append là A1 mà chúng ta phải biến cái đó. Vì cái A1 nó là một show, chúng ta phải chuyển nó sang thành dạng là gì? Dạng số. Chúng ta viết là float. Float của A1. Các bạn có hiểu không nhỉ? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Cái A1 này là cái phần thứ hai này, cái số thứ hai này. Đây này. Chúng ta có thể coi là số nguyên cũng được, hoặc là chúng ta để số thập phân cũng được. Nhưng mà chúng ta coi là tiền đồng, là tiền số nguyên cả, chúng ta sửa như sau. Để chúng ta không cần float, chúng ta dùng ngay cái hàm in cho nó dễ. In. Đấy, in. Được chưa? Như vậy là xong cái chỗ này, là chúng ta tạo xong hai cái mảng P và mảng doanh số. P là chính là các cái mặt hàng, còn doanh số đây là cái doanh số tương ứng. Chúng ta là cho lấy từng dòng của F ra nhé. Từng dòng của F ra này, tách làm hai, dùng dấu phẩy để mà tách. Đấy, dấu phẩy là tách. Thì phần đầu của nó là A0, chính là cái mặt hàng đưa vào cái mảng P. Phần thứ hai là gì? Là doanh số, chúng ta chuyển sang int và chúng ta chuyển vào danh sách. Đấy. Và xong này là xong. Xong chỗ này là xong và chúng ta sẽ tới đây, chúng ta sẽ đóng cái này lại, đóng cái hàm, đóng cái file F lại. Được chưa? Và chúng ta sẽ trả về return P và doanh số. Như vậy là đây là xong cái hàm thứ nhất là hàm nhập dữ liệu từ cái file FI. Thì dữ liệu sẽ, hàm đó sẽ trả lại là hai cái dãy, một cái dãy là danh sách các mặt hàng và dãy thứ hai là doanh số tương ứng, có từ mặt hàng doanh số có cái tương ứng là 11 nhé. Doanh số Y, doanh số thứ Y chính là cái GSI, chính là doanh số của mặt hàng thứ Y của cái mảng P. Được chưa? Rồi, chúng ta làm sang cái phần thứ hai là phần xử lý. Phần xử lý thứ hai là chúng ta là sắp xếp cái đồng thời cái mảng P và mảng doanh số, sắp xếp theo giảm dần của doanh số. Các bạn chú ý nhé. Nhưng mà đây là cái bài là sắp xếp đồng thời cả hai dãy nhưng mà theo tiêu chí của một dãy. Thì bài này nó có nhiều nhiều cách làm khác nhau nhé. Thì đây tôi làm đây là một bài toán rất là hay đấy, mà tôi sẽ xử lý sau, nhưng tôi nói luôn lời giải của nó nhé. Đây, bài toán này tôi đặt tên là sắp xếp đồng thời hai cái mảng AB. Này, tôi tổng quát tên là AB. Tổng quát AB. Mà khi áp dụng theo chính là P và GS. Thì cái mảng sắp xếp này là như sau, là sắp xếp đồng thời hai mảng AB bằng nhau về độ dài, nhưng sắp xếp theo tiêu chí của mảng B, mà sắp xếp giảm dần nhé. Đó, chúng ta chú ý. Đây, cái vị luôn này dễ nhé. Sắp xếp đồng thời A, B theo tiêu chí giảm dần của B. Thì bài này có thể làm theo nhiều cách khác nhau. Đấy. Có thể là dùng cái dùng các cái hàm của Python, hoặc có thể dùng ngay cái cái thuật toán sắp xếp chèn mà chúng ta biết đấy. Trong phần trên chúng ta làm, maybe mô tả cái đó nhé. Chúng ta sẽ dùng ngay sắp xếp chèn của chương trình lớp 11, chúng ta xử lý ngay. Hơn nữa tôi sẽ mô tả cách thứ hai là dùng các cái lệnh của bản thân của Python cũng được nhé. Để tôi làm sao để hai cái bảng này là phải có độ dài bằng nhau. Tôi viết là n này, tôi viết n bằng len a này nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta là len a sắp xếp nhé. Chúng ta for i này, in này, range của 1.lena nhé. Đấy. Được chưa? Giờ nhớ lại này. Chúng ta có hai cách làm. Vì cách một là như sau, chúng ta đặt là cái value, chúng ta lấy ra, chúng ta xếp theo B cơ mà, theo B chúng ta phải để như này, B đó, chúng ta viết là B nhé. BI này, đó. Xong chúng ta đây là chúng ta nhấc ra nhé. Chúng ta đặt g bằng i trừ 1 đó. Xong chúng ta là YG lớn hơn hoặc bằng 0 n. Bây giờ sẽ sau giảm dần thì sẽ chuyển tất cả các phần tử ở bên trái mà nhỏ hơn value, chứ không phải lớn hơn nhé, nhỏ hơn value chúng ta chuyển sang. Đấy, thì n là AG, xin lỗi phải là B, chúng ta xếp theo B nhé. BG mà nhỏ hơn value, chúng ta chú ý nhé.
xếp tăng dần thì cho nên nó lớn hơn, đây nhỏ sắp xếp lại giảm dần thì đây nó phải nhỏ hơn. Đấy. Thì làm sao? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sắp xếp, sẽ chuyển sang đồng thời cả B và cả A. Chúng ta viết là B G cộng 1 bằng B G. Đấy. Đồng thời luôn là A luôn, cả A nữa nhé. A này. Đấy. A G. À, chỗ này viết thêm mấy nữa nhé. Thôi được, tôi viết sau. A G cộng 1 bằng A G. Đấy. Và G bằng G chiều 1. Rồi. Ra đây tôi sẽ phải chèn B vào. Và chèn đồng thời chèn cả A vào nữa. Đấy. Chèn B, chèn A thì muốn chèn B thì tôi chỉ viết là gì? Tôi chỉ viết là B G cộng 1 bằng value là tôi làm luôn được. Nhưng muốn chèn A thì là phải làm khác. A G cộng 1 không thể chèn bằng value được mà phải bằng giá trị khác. Ở đây tôi phải viết thêm lên một lệnh nữa ở trên này là value 1 như vậy bằng A I. Và đây chúng ta chỉnh lại, đây là value 1. Như vậy đây chính là cái đoạn, cái chương trình sắp xếp đây theo thứ tự giảm dần theo tiêu chí giảm dần của B, mình sắp xếp đồng thời AB để cho AB luôn tương với nhau. Thì mang kia chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ sắp xếp chính là cái P này và doanh số này, thì mặt hàng luôn đi với doanh số của nó, đi bằng là giống nhau và sắp xếp đồng thời cả mặt hàng cả doanh số, nhưng mà thấy tiêu chí là giảm dần của doanh số. Doanh số đây chính là B nhé. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta như vậy xong, là xong cái hàm xử lý chính. Bây giờ chúng ta sang cái báo cáo nhé. Kết quả đưa ra, tôi làm hai báo cáo. Tôi viết là BC đi, BC1 đi nhé. Đầu vào chúng ta chính là P và GS. P và GS. Được chưa? Không cần nhỉ. FO như này nhé, FO. Tôi hiểu rồi, cái BC là tôi biết rồi. Ở đây automat, ở đây là hiểu chứ là báo cáo 1 là đưa ra file FO thôi nhé. Nhưng mà đúng là viết là FO1 mà tôi viết tổng quát FO, tổng quát thôi, nhưng mà nó chính là FO1 nhé. Đấy. Đưa ra file FO nhé, thì như sau này, đây chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta làm hai hàm. Hàm báo cáo 1 là đẩy kết quả ra file FO, chính là APA, chính là file FO1, và cái báo cáo 2 là đẩy ra file FO2. Mà đây là tôi mô tả, khi mô tả hàm tôi mô tả tổng quát là FO chung chung, nhưng mà khi thiện chạy nó, khi gọi nó tôi gọi là FO1, được chưa? Rồi, thì báo cáo 1 là in ra toàn bộ cái mặt hàng và doanh số theo tự giảm dần, thì chúng ta cho phải in ra thôi nhé. Chúng ta đặt là F bằng open FO nhé. Chúng ta ghi ra, chúng ta phải dùng cái lựa chọn là V kép và vẫn là phải encoding bằng UTF-8, được chưa? Đây là cái lệnh là mở file ra để chúng ta ghi ra nhé. Rồi chúng ta ghi ra như sau nhé. Thì ghi ra chúng ta có thể dùng cái lệnh khác, nhưng mà tôi vẫn nói trong các cái phần mà tôi hay trình bày là ghi ra file thì chúng ta có thể một hoặc là dùng lệnh F write. Thật ra chúng ta có thể dùng ba lệnh, có thể là khi ghi ra file chúng ta có thể có ba cách sau đây. Khi ghi ra dữ liệu ra file thì nó có ba cách để ghi ra file, được chưa? Ghi dữ liệu ra file nhé, ghi dữ liệu ra file thì nó có ba cách. Cách thứ nhất là chúng ta dùng lại là F write. Thì cái write này nó phải là một cái sâu ký tự. Đấy. Ta ghi ra một sâu thì nó ghi ra tiếp theo ở chỗ con trỏ đó. Nếu chúng ta muốn ghi ra sau xuống dòng thì chúng ta sẽ phải viết sâu ký tự, chúng ta cộng với cái tự là chéo n thì nó sẽ xuống dòng thôi. Đấy. Cách thứ hai là chúng ta ghi ra hẳn một cái dãy, mỗi phân tử của dãy là một sâu, thì nó sẽ lại lệnh là f write ln write line nhé.
Đấy, thì chúng ta sẽ ghi ra là một cái dãy các sâu, một cái dãy các sâu. Cách thứ ba theo tôi là cách thứ ba là cách hay nhất, là chúng ta dùng lệnh print bình thường, dùng lệnh print và in ra bình thường, và chúng ta thêm một cái đối số là f bằng file bằng f là xong. Đấy. Vậy cách thứ ba là theo tôi là cách hay nhất, vì chúng ta trùng với cái lệnh print bình thường mà chúng ta đã rất hạo rồi. Như vậy cách thứ ba chỉ dùng lệnh print thôi, nhưng mà print bình thường thì in ra màn hình, còn print mà có cái từ file bằng f thì nó sẽ in ra file. Như vậy theo tôi là cách thứ ba là cách hay nhất, vì chúng ta dùng cách ba nhá. Như vậy có ba cách để chúng ta ghi ra file. Được rồi, đây nhá. Thì bây giờ tôi làm như xong này, tôi chỉ là for i in range len của p thôi, in ra dọc về len của p. Đấy, đúng không nào? In ra cho tôi, in ra tôi lại print thôi. Đấy. Đầu tiên tôi print ra cái PI chính là cái mặt hàng PI, đúng không nào? Sau đó tôi sẽ kích thích thì tôi có thể in ra cái dấu phẩy, không ai thộn được, không có dấu phẩy đây. Sau đó tôi in ra cái doanh số là GSI. Đấy, in ra ba cái tham số này, P này, PI này, dấu phẩy này, GS này. Nếu để như này thì chúng ta in sẽ in ra gì? Chúng ta sẽ in ra màn hình. Còn cho thêm là file bằng f thì sẽ in ra đâu? Thì sẽ in ra file. Đấy, đúng lại như vậy thôi. Nó chỉ hơn nhau ở, nó chỉ khác nhau ở cái chỗ này thôi. Khác nhau ở cái lệnh là file bằng f thôi. Không bỏ cái này đi thì nó sẽ là in ra màn hình. Còn thêm cái file bằng f là cái biến này nhá. Đó, thì nó sẽ là in ra file, rất đơn giản. Đấy. Vậy đúng lệnh for là xong. In xong rồi thì chúng ta đóng lại file lại, chúng ta dùng lại f close file lại. Đấy, close file lại. Và kết thúc, như vậy là xong luôn nhé. Đó chính là cái file. Đó chính là cái gì? Đó chính là cái báo cáo 1, là in ra toàn bộ danh sách, doanh số và các mặt hàng bán trong ngày nhưng theo tự giảm dần của doanh số để cho người báo cáo họ biết nhé. Bây giờ chúng ta làm báo cáo 3, báo cáo 2, BC2 nhé. Đồ vào của chúng ta gọi là FO là một cái file. Đấy. Được chưa? Cũng như vậy là F bằng open FO. Cái FO này là lấy từ cái FO này ra nhé, là tham số của này. Và tiếp theo đây là VK. Được chưa? Và encoding bằng UTF8. Chúng ta này có thư Việt hết, phải để có UTF8. Được chưa? Bài này cần yêu cầu cần in ra hai dòng. Dòng đầu tiên là mặt hàng có doanh số là bé nhất, và dòng thứ hai là mặt hàng có doanh số lớn nhất. Được. Thì doanh số bé nhất chính là cái phần tử cuối cùng. Thì chúng ta in ra, chúng ta dùng lệnh print. Print. Thì in ra cái gì? In ra cái doanh số, in ra cái P. Đấy. In ra cái phần tử cuối cùng, phần tử có cái chỉ số là len p trừ 1, đúng không nào? Nhưng mà các bạn thấy là trong Python rất hay là nó để dễ thì người ta có cái cách đánh chỉ số âm từ trừ 1 từ bên phải sang trái. Chuyên với đây là trừ 1 là sao? Đấy, thì cái trừ 1 này chính là gì? Chính là cái phần tử cuối cùng, phần tử cuối cùng của cái dãy đó, và đây chính là cái phần tử có doanh số nhỏ nhất nhé. Phải. Doanh số trừ 1. Đấy, rất là mẹo một tí nhé. Ở trong Python thì trừ 1 chính là cái chỉ số cuối cùng, ứng chỉ số cuối cùng của cái mảng đó. Đáng lẽ phải viết là len p trừ 1. Ở chỗ này là len gs trừ 1. Nhưng mà thôi, viết lại cho nó nhanh nhé. Nhưng mà in ra dòng thứ hai là in ra cái phần tử đầu tiên là phần tử có doanh số cao nhất, chính là P0 luôn. P0 là cao nhất đây rồi. Tiếp theo là dấu phẩy đây. À, sau đó là doanh số cao nhất đây là 0 đây. Đấy. In xong chúng ta đóng cái đấy thôi.
đóng cái file, luôn chúng ta luôn vẫn phải đóng file lại nhé, đóng file lại và kết thúc. Đó. Đấy, nhưng mà đây là đây chính là bốn cái hàm, ứng với là bốn cái ta chia cái bài toán lớn thành bốn bài toán nhỏ nhé. Trong bốn bài toán này cái hàm nhất này có thể dùng nhiều lần. Chúng ta lát nữa chúng ta sẽ tách đưa nó ra thành một đưa vào một thư viện. Đó. Còn ba cái sau này cái này có thể đưa vào thư viện được. Còn xử lý này thì có thể tùy từng hôm nó khác nhau cho để lại. Được rồi, thì tôi vào chương trình chính này. Đây là phần mô tả hàm nhé. Còn đây là phần chương trình chính thì xử lý ngày hôm nay đây. Chương trình chính nhá. Đầu tiên chúng ta nhập dữ liệu thôi, chúng ta viết là PGS bằng nhập dữ liệu nhé. Đầu vào chúng ta là FI. Lệnh đầu tiên đây nhé. Lệnh thứ hai là chúng ta là sắp xếp nhé, theo P.js. Đấy, theo P và JS. Đúng không nào? Ở phần thứ ba chúng ta là báo cáo 1, báo cáo ra là FO1. Báo cáo ra. Và lệnh thứ tư là báo cáo 2 là FO2. Đấy, nhưng mà chính chúng ta chỉ có 4 lệnh thôi. Đấy, có thể như vậy là đây là cách chúng ta là đây là các bạn lập trình của cấu trúc đây. Chúng ta mô tả thành những cái hàm và chương trình nó rất là ngắn, chương trình chúng ta chỉ có đúng 4 lệnh không, là không nó rất là ngắn gọn. Thì cái này nó gọi là phần lập trình của cấu trúc đây, đúng không? Đấy. Mình chúng ta ghi ra nhé, chúng ta ghi ra cái bài này là trong bài hôm năm, cái bài này là cái bài ví dụ lập trình theo phương pháp làm miễn dần nhé, làm miễn dần đó. Mà chúng ta chạy thử nhé, xem đúng không nhé. Bây giờ chúng ta chạy thử, đây chúng ta chạy thử này. Chỗ này P là phải viết hoa, chúng ta bị nhầm nhé. Chỗ này là len của P là phải viết hoa. Cái P của chúng ta là cái đấy. P là phải viết hoa, chúng ta P viết hoa chưa? Rồi. Đó, chỗ này. Ồ. À, cái bài sau này chúng ta chưa đi ra file nên đẩy ra cái này này, đúng không nào? Bây giờ tôi sửa lại một chút này. Đấy, cái phần báo cáo 1 là xong rồi này, in ra file rồi, báo cáo 2 lại quên mất không in ra file. Thành ra là in ra màn hình luôn nhé. Chúng ta phải sửa một chút này. Đây là phải viết đây, viết đây là gì, là file. Bạn thấy không nào? File bằng F thì nó mới in ra file được. Ở đây cũng vậy. Bạn thấy rất là hay, cái lệnh bệnh lệnh print này rất hay luôn, file bằng F. Đấy. Để chạy thử nhé. Đấy là xong rồi nhé. Bây giờ tôi mở này. Đây là kết quả ao 1 này. Đây nhé, là doanh số xếp theo thứ giảm dần này. Gạo ST25 là cao doanh số nhất này, sau đó là bánh quy bơ này là 2,8 triệu này, cam sành là 2,67 triệu này, gạo trắng là 1,24 triệu này, cam quê là 700,000 này, ớt bột 600,000 này, quýt là 578,000 này, miến này là kém nhất là 456,000. Như vậy là gạo ST là cái mặt hàng bán tốt nhất, còn miến liền là bán kém nhất. Nhưng bây giờ tôi mở cái kết quả 2 ra này, ao này. Thì in ra hai cái, đúng không nào? Miến liền là doanh số thấp nhất, còn gạo này là doanh số là cao nhất. Chúng ta có thể bỏ đi cái dấu ngoặc này cũng được, dấu phẩy này nó không hay lắm, chúng ta bỏ đi. Bây giờ tôi sửa lại một tí nhé. Đây. Tôi sửa cái dấu phẩy không cần thiết, thay dấu phẩy là không cần thiết, tôi bỏ cái này. Đấy. Ra còn hay, còn nó còn hay hơn luôn nhé. Đấy. Cái này cũng vậy. Theo tôi thì không cần thiết. Đấy. Được chưa? Mẹ cái này tôi đóng lại nó, cái này này đóng lại đây đây. Lần nữa tôi mở sau nhé. Đấy. Rồi chạy thử này. Rồi xong. Bây giờ tôi mở ra cái kết quả 1 đây. Kết quả 1 đây. Đấy, không cần thiết. Chỗ này là không cần thiết. Vậy. Kết quả 2 đây. Được chưa? Đó. Đấy, nhưng rồi tôi vừa, như vậy là tôi vừa mới nói rất nhanh cho các bạn cái phương pháp làm miễn dần. Thực ra cái phần này, này ở trong chương trình chúng ta là có hẳn 8 tiết nhé. Các bạn vào xem sách các bạn thấy nó rất tỉ mỉ. Nó vẫn như này thôi. Bản chất là như này, không gì là khác cả.
Thì theo tôi, thì bản thân theo tôi thì cái phần này không cần dạy nhiều quá là chúng ta hiểu hết ngay thôi mà. Còn học sinh thì là dạy để cho biết khái niệm thôi. Còn thực chất ra khi mà học sinh mà thực tế làm bài cụ thể, làm bài tập cụ thể, học về toán cụ thể thì học đâu nó vỡ ra thế đấy. Thì khi học rất nhiều, làm rất nhiều rồi thì hiển nhiên nó sẽ làm nó hiểu cái này thôi. Đấy. Cái này nó chỉ là một khái niệm, một cái định nghĩa trừu tượng thôi mà nhé. Rồi như vậy là xong đấy là cái phần 5 tôi chỉ biết nói như vậy thôi. Bây chúng ta luôn sang luôn phần tiếp theo nhé. Để chúng ta đỡ mất thời gian. Chúng ta hãy còn gần nửa tiếng nữa nhé. Bây giờ tôi sang tiếp theo là phần 6. Như vậy cái phần 5 này là vì sao phải nói là vì sao phải nói là vì trong chương trình của chúng ta cái phần này là nó có hẳn 8 tiết. 8 tiết của lớp 11 là về phương pháp làm miễn dần, phương pháp thiết kế chương trình làm miễn dần. Đấy. Thì tôi đưa cho các bạn cái ý tưởng của nó nhé. Và minh họa bằng một ví dụ như vậy để thấy cái làm như nào. Minh họa bằng hai ví dụ. Ví dụ một là xếp sắp xếp chèn, còn ví dụ minh họa hai. À thôi nhân tiện tôi nói luôn các bạn, nhân tiện đây cũng nhân thể để tôi làm luôn các bạn nhé. Cái bài này là cái bài này của chúng ta là có cái bài về sắp xếp hai cái dãy đúng không? Bây giờ bì đầu bài của chúng ta là cho trước hai dãy AB. Bây giờ làm thế nào là sắp xếp mà đồng thời theo AB nhưng theo tiêu chí tăng dần hoặc là giảm dần của B thì làm như thế nào? Đấy, thì đây là một cách làm đúng không? Nhưng có thể hay không mà là dùng ngay cái lệnh của Python được không? Thì được, tôi xin mô tả luôn các bạn đấy nhé. Đây, tôi làm luôn các bạn, đây mô tả cũng rất là hay nhé. Đây là sắp xếp đồng thời này. Sắp xếp đồng thời hai dãy nhé. Hai dãy mà theo tiêu chí của một dãy thì làm như thế nào? Thì tôi nói luôn nhé. Hai dãy có thể là hai dãy số nhé. Đây tôi làm luôn cho dễ nhé. Bài này có nhiều cách các bạn ạ, có rất nhiều cách mà tôi mô tả cả một cách thôi nhé. Đây là AB nhé. Bây giờ tôi là sắp xếp theo tiêu chí của B nhé. Thì làm thế nào? Thì chúng ta dùng lệnh sort của ấy thôi. Dùng lệnh sort của cái của Python, nhưng dùng lệnh như thế nào cơ? Nó hơi khó nhé. Đấy thì bài này tôi muốn là khi thoát ra thì nó trả lại là hai cái dãy AB đó nhé. Thì làm như sau này nhé. Thì muốn như vậy thì muốn nó xếp đồng thời AB mà để theo chữ B chúng ta sẽ phải gộp cái AB này lại thành một dãy. Đấy, gộp lại thành một cái dãy và dãy đó nó là mỗi một phần tử của dãy đó chính là hai phần tử AB đi liền nhau, được chưa? Nhưng mà tôi sẽ phải ghép hai AB lại, AB là hai dãy là có chiều dài bằng nhau. Tôi ghép như thế nào? Đây tôi sẽ nói ví dụ như thế nhé. Ví dụ như là A bằng ví dụ như là 1, 4, 0, 7, 2, còn B là bằng là -1, 2, 5, 6, -10, ví dụ như vậy. Thì tôi sẽ phải tạo ra một cái dãy là gộp cái dãy C này, nó chính là như sau. Đây là list nhé, đây là dạng list và dạng như này, nó dạng là như sau, là mỗi từ của nó là gộp hay lại nó là ví dụ là 1, -1 đấy, 4, 2, xong tiếp theo nó là 0, 5, tiếp theo của nó là 7, 6, tiếp theo của nó là 2, 10, 2, -10 đấy. Thì mỗi phần tử này nó có thể là dễ dàng là một cái list hai phần tử hoặc là một cái tuple, đây tôi ghi là trong vòng tròn là một cái tuple hoặc là có thể là một list được. Thì gộp lại như thế nào thì rất đơn giản như sau. Đây các bạn xem, dùng cái chức năng nó gọi là list comprehension là lệnh tạo list nhanh là như sau nhé. Thì viết C này, C bằng như sau này. C sẽ bằng là gộp này, gộp của hai phần tử là gì, là gộp của hai phần tử là như sau. Đây là AI, thậm chí là để gộp lại tôi để là tuple cũng được, không sao. Tôi để là tuple nhé. Đây này, AI này, AI phẩy BI, phần tử của nó chính là cái này, I, AI for I in range len A. Đây là cái lệnh là gộp nhanh đúng không nào. Đấy như vậy là len A
riêng nên thiếu nữa. Đấy, thấy chưa? Thì sau lệnh này thì C nó sẽ làm, nó làm một cái dãy, mỗi phần tử dẫn nó làm một cái thúc bằng hai phần tử AI và BI nối lại với nhau. Thì như vậy sau cái lệnh này thì C nó chính là cái này. Thì nó chính là cái này này. Đó, C chính là cái này. Bây giờ sắp xếp Y, sắp C. Sắp C nhưng mà theo tiêu chí của phần tử thứ hai của C nhé. Đó. Phần tử hai của C tôi làm như thế nào? Đây. Thì dụ như sau dùng lệnh là C nhé. Bây giờ C tôi sort. Sort. Sort và tôi phải dùng key, đấy dùng cái hàm key này. Đấy. Key là mô tả cái hàm. À, cái hàm này là để mô tả cái hàm này để làm tiêu chí cho cái việc là tiêu chí cho cái việc gì, cho cái việc sắp xếp. Thì hàm này sẽ phải là như sau, hàm này là phải với một cái cặp như vậy, cặp AB nó phải chỉ ra phần tử thứ hai, phần tử B cơ. Đó, thì chúng ta làm như sau, chúng ta có thể tạo một hàm ở bên ngoài đây, tôi gọi là tôi dùng cái hàm đặt tên là hàm get nhé. Dep này. Get item nhé. Get item C. Hàm này làm get thôi, phần tử C thì hàm này nó trả lại giá trị là phần tử thứ hai của C, nó sẽ là return phần tử thứ hai của C chính là C1. Hàm này như vậy thôi. Hàm get item của C là một cái tuple gồm có hai phần tử, cặp hai phần tử, nó trả lại phần tử thứ hai của C. Thì hàm này chính là hàm là get item. Đấy, hàm này chính là hàm get item, get này này. Đấy. Get item, được chưa? Hàm cái này thôi. Sau đó là dùng cái reverse. Cái reverse mặc định nó là tăng dần. Là nó bằng 42 nhỉ. Tôi nhớ nó là bằng reverse là true là nó sẽ xếp xếp theo tự giảm dần, reverse là true. Đấy. Thì đây là cái hàm sẽ sắp xếp C theo thứ tự giảm dần của B nhé, nhưng mà nó đồng thời nó là AB. Thì nó còn có cái hàm key là cái tham số key là chỉ vào cái hàm đó, là cái hàm dùng để chỉ vào cái giá trị cần phải sắp xếp. Đấy. Là chính là cái này này đó nhé. Khi mà xếp được rồi thì chúng ta sẽ phải lấy lại cái AB cho trả lại nhé. Thì AB về lấy là chính là cái phần tử A của phần tử đầu tiên của C nhé. Thì làm như sau này, A sẽ bằng là C. A sẽ bằng là C C0. Tôi dùng là X0 đi. Dùng là x0 for, xin lỗi, x0 đúng rồi, x0 nhé, for x in C. Đó, x in C đó là A nhé. Còn B chính là gì? B chính là x1 for x in C. Lỗi quá nhé. Đấy. Và tôi return AB. Đấy. Được chưa? Đấy. Vì tôi thử xem đúng không nhé, thì tôi thử chạy xem đúng không nhé. Đây chính là cái hàm này, là cái hàm mà đây là cái hàm để mô tả sắp xếp đồng thời hai AB mà trả lại đúng AB luôn, và xếp theo tiêu chí là B và giảm dần theo B. Còn nếu chúng ta bỏ cái này đi thì sẽ là tăng dần theo B. Chúng ta thử xem mấy cái nhé. Đây, tôi giả sử đặt A bằng này. Tôi giả sử nhé. A này bằng này. Chiều 1 này, 0 này, 2 này, 9 này, chiều 3 này, 7 này, 4 này. Nhé. 6, 5. Còn B nhé, B này bằng này, chiều 1 này, 2 này, 7 này, 5 này, 9 này, 8 này, chiều 1 này, chiều 2. Sẽ là đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thêm một phần tử nữa.
9. Đấy. Tôi thử nhé. Tôi viết này. AB thì giữ nguyên, tôi viết là C'D bằng sắp xếp AB. Đấy. Và tôi print. Tôi print C ra. Và tôi print D ra. Đấy. Chạy thử nhé. Bài này là bài sắp xếp hai dãy. Cho thử xem đúng không nhé. Chạy thử này. Thì B nó phải xếp theo thứ giảm dần, còn A là xếp theo B nhé. Ở đây cho nó tiện, tôi in luôn cả AB cho nó dễ nhé. Đây này. Print A để chúng ta kiểm tra. Cái lệnh này là như vậy là AB nó sẽ không thay đổi. Cho nên tôi vẫn để nguyên, print A nó không thay đổi, A nó giữ nguyên. Còn print B đây. Để kiểm tra kết quả. Chạy thử nào. Đây này. A nó vẫn là -1,0,2,9 đúng không? -3 đây này, 7 B vẫn giữ nguyên tất nhiên. Xếp lại nhá. B nó là 99, đây là bên nó có bên nó 29, bên là 998752 -1 -2. Thì phần tử 9 lớn nhất đây này, nó ứng với thằng bên này là gì, là không biết bao nhiêu. Thôi tôi sửa cái này thành 10 cho nó dễ, cho nó khỏi lẫn. Như vậy là 10 ứng với kia là 5 này, ứng là 5 này. Đấy, 5 nó ở trên cùng nhé. Phần tử 2 là 9 này. 9 đây nó ứng với nào? Ứng 9 đây nó ứng với là số 3, số -3 này, 5 -3, đúng rồi đấy nhá. Đây là kết quả của nó này. Đấy. Mà chúng ta dùng cái hàm sort này, cái hàm sort của bác Trần nó rất là nhanh nhé. Các bạn có hiểu không? Đấy, chỗ này nhé. Ở đây có một cách nữa là gì? Chúng ta sẽ không dùng cái hàm get item bên ngoài nữa, chúng ta dùng ngay trên em được. Đấy, thì cái thằng này nó hay là gì? Là nó cho phép chúng ta làm tạo ngay cái hàm trực tiếp, hàm online. Thì cái hàm thứ hai là cái hàm là lambda, như chúng ta nhé, lambda. Lambda x 2.x1. Chúng ta sửa cái này rất là nhanh này. Bỏ cái này đi. Đấy, thì nó cho phép trực tiếp là key gắn vào một lệnh luôn. Lệnh là lambda như này. Lambda là như sau, là x gì gắn x gì -1, chính là cái này này. Đây, thấy không nào? Đấy, cái hàm là như vậy. Chạy ra nó vẫn thế thôi, không thay đổi. Chạy nhanh hơn. Đã xuống nó vẫn thế nhé. Thì có hai cách. Một cách nhất là dùng cái hàm này sau key bằng. Cái thứ hai là dùng mô tả ngay bằng chạy online luôn. Nếu mà cái hàm đó là cái hàm đơn giản, chúng ta mô tả bằng trực tiếp trên một hàng được, trên một dòng được. Đấy, chỉ là cái dùng cái từ khóa lambda. Lambda là cách chúng ta tạo một cái hàm trực tiếp. Đấy, các bạn đã hiểu chưa? Thì các bạn về xem lại cái này nhé. Đấy. Ôi, mất thời gian quá. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Phần mà tôi muốn nói, chúng ta cứ nói đâu, nói hôm sau cho làm tiếp vậy. Chúng ta sang cái phần 6 nhé. Phần 6 của chương trình rất quan trọng. Phần này là bắt đầu phần... chúng ta tiếp tục học sang các kỹ thuật lập trình khác nhé. Thì cái phần tiếp theo là phần 6. Phần này là nằm ở trong cái chuyên đề CS của lớp 11. Chuyên đề nằm trong cái chuyên đề khoa máy tính của lớp 11 nhé. Phần 6 rất quan trọng. Và phần tôi định nói, phần này thì học sinh nào cũng phải học. Khi đã học, muốn học và học về học khoa máy tính hay là học sinh giỏi, tất cả gì đều phải học. Đây là phần lập trình rất cơ bản. Thì phần 6 là gì? Chính là kỹ thuật lập trình đệ quy. Đấy, rất quan trọng nhé. Phần này sẽ là phần có rất nhiều bài tập. Chúng ta sẽ cùng nhau làm, chúng ta sẽ cùng nhau kỹ thuật đệ quy nhé. Đây. Làm một. Theo tôi, đệ quy là một trong kỹ thuật lập trình và nó là rất quan trọng. Quan trọng. Học lập trình mà lại không biết, không thể xử lý được đệ quy. Không biết làm thế nào mà cho thuật toán bình thường chúng ta chuyển sang đệ quy có được không? Hay cho bài toán đã cho thức đệ quy chúng ta chuyển sang bằng thường có được không? Thì là như vậy tất cả các thuật toán chúng ta phải thành thạo. Được chưa? Thế đệ quy nó là cái gì nhé? Thì cái thuật đệ quy chẳng qua nó là cái thuật làm một cái hàm nó gọi chính nó thôi. Một cái hàm mà nó gọi chính nó thì nó gọi đệ quy. Nhưng mà chúng ta chú ý là chúng ta phải hiểu sâu một chút nữa. Nó là cái gì? Đấy. Thì đây tôi xin nói thì có thể hiểu, chúng ta hiểu một cách toán học nôm na là gì, là đệ quy cái trong lập trình ấy, thì cái khái niệm đệ quy đấy nó rất là gần với trong toán học. Nó có khái niệm tên là quy nạp. Các bạn thấy khái niệm quy nạp chưa?
Thì cái đệ quy nó rất là gần giống rất là nhiều cái ý tưởng chung, cái khái niệm là quy nạp. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh cái chuyện này để chúng ta thấy biết cái tương quan giữa đệ quy và quy nạp nó là cái gì nhé. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu quy nạp là cái gì đã nhé. Chúng ta nhớ lại, quy nạp là một cách chứng minh thôi, đúng không nào? Quy nạp là một cách chứng minh, quy nạp là một kỹ thuật chứng minh, hay là một cái mà dùng rất nhiều ở trong toán học. Đấy. Thì các chứng minh toán học là như sau: chúng ta cần chứng minh một cái mệnh đề nào đó, cái mệnh đề P nào đó mà đúng với mọi số tự nhiên n. Vậy n là một số từ 1 hay từ 2 trở lên gì đó. Thì chúng ta làm theo hai bước. Bước 1 là chúng ta sẽ chứng minh là P đúng khi n nhỏ, như n bằng 0 hay n bằng 1 chẳng hạn, ví dụ lên n bằng 1. Xong bước thứ hai là chúng ta chứng minh như sau, chứng minh là như sau, là nếu P mà đúng với k thì P đúng với k cộng 1. Thì sau hai bước này nó làm chứng minh được ấy, thì suy ra là P đúng với mọi n. Đấy. Sau hai bước này thì chúng ta suy ra theo quy nạp, thì chúng ta sẽ suy ra là P đúng với mọi n. Chúng ta nhớ lại nhé, P đúng với mọi n. Đấy. Thì cái bước này này, bước này nó gọi là cái bước cơ sở. Bước cơ sở của quy nạp bắt buộc phải có. Không bước này thì là chứng minh sẽ bị sai. Còn cái bước này nó gọi là bước quy nạp. Bước quy nạp. Được chưa? Đấy, thế bây giờ ngược lại đối với tức là tương tự sang bên lập trình thì chúng ta sẽ phải thì là chính là cái đó chính là cái gọi là đệ quy. Một cái chương trình đệ quy là cái gì? Đệ quy. Chúng ta thiết lập một cái hàm đệ quy là nó phải phụ thuộc vào cái biến n nào đó nhé. Thì chúng ta sẽ phải chúng ta cần tạo một cái ví dụ chúng ta tạo một cái df một cái p mà phụ thuộc vào n. Được chưa? Thế thì trong chương trình đệ quy đó chúng ta sẽ phải có cái lời gọi đến cái được cái p nhỏ hơn. Trong này tôi phải có một cái lời gọi nào đó, chúng ta phải có một cái lời gọi ở bên trong nhé, lời gọi ở bên trong thế nào đó, phải có lời gọi đến cái p n 1 chẳng hạn. Đấy, thì cái bước này nó gọi đệ quy, cái chỗ này nó gọi là đệ quy này, được chưa? Thì bước đệ quy này nó gần giống với cái bước quy nào ở đây, nhưng mà cái bước cơ sở là cái gì? Ở trong này nó phải có một chỗ để kiểm tra, là chúng ta gán hay là kiểm tra, gán và kiểm tra khi mà n nhỏ. Thì cái bước ở đây này là cái bước mà người ta gọi là cái bước là gì, là làm nó cũng là cái bước cơ sở, là cái phần cơ sở. Đấy, thì phần cơ sở nó phải có nhé. Nếu không có phần cơ sở này thì cái bước đệ quy này nó sẽ gọi liên tục, nó gọi mãi và chương trình của chúng ta sẽ lặp vô hạn lần và như vậy sẽ bị sai. Thì như vậy là bước đệ chương trình đệ quy là phải có phần gọi đệ quy tương đương với là bước quy nạp, và phần kiểm tra cơ sở gọi là phần cơ sở thì tương đương với phần là cơ sở của quy nạp. Nhưng trong phần cơ sở của cái đệ quy này là gì, là cái phần là cốt để có ý nghĩa của nó làm cho chương trình nó dừng lại. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì đó là cái đây là các cái lý thuyết rất là mặc dù đơn giản nhưng là cơ bản của cái đệ quy. Tôi lấy ví dụ như này đấy nhé. Bây giờ tôi ví dụ nhé, tôi gọi một cái hàm mà tôi sẽ in ra các số làm từ n chuyến 1 chẳng hạn, tôi biết là hàm gọi là cao đao nhé, n đây. Hôm nay hàm tôi sẽ print, tôi sẽ print số n ra trên màn hình và tôi sẽ tôi sẽ cao gọi lại cái hàm đó nhé, gọi lại cái hàm đó cho n trừ 1. Thấy không nào?
Thế nhưng mà đây là cái lệnh là chính của chương trình này. Còn đây là cái hàm gọi đệ quy, gọi là chính nó mà, đệ quy đúng không nào? Tôi chạy thử, cái bài này nhá. Chạy thử nhé, đây là cao đao này, cao này, đao này. Đao nhé. Chạy thử xem đao như nào nhé. Đây chạy thử này. Cao đao đây này. À tôi chưa chạy nhé. Tôi gọi này, cao này. Đao này. Ví dụ như tôi gọi là 1000 chẳng hạn. Chạy thử nhé này. Đến in ra này. In ra và nó chạy mãi không dừng mà nó báo lỗi. Đấy. Nó gọi là đã vượt quá cái giới hạn của cái việc lồng nhau của đệ quy. Vì sao? Bởi vì cái hàm này của chúng ta là nó gọi mãi mà nó không có phần cơ sở của chương trình đệ quy. Nó chỉ có phần đệ quy thôi, nó thiếu phần cơ sở. Cho nên bị lỗi. Như vậy là một cái chương trình đệ quy bắt buộc phải có hai phần, một là phần cơ sở, hai là phần đệ quy. Đấy. Phần đệ quy là cốt là để chúng ta kiểm tra khi chạy, khi mà trường hợp đối số chúng ta là nhỏ. Đây ta làm như sau, ta sửa như sau. Đây, chúng ta sửa lại như sau. Là if n mà lớn không thì mới chạy, không thì thôi. Đấy, chúng ta sửa lại thành như này nhé. Đấy. Như vậy là chỉ khi n lớn không thì ta mới chạy, gọi được quy, gọi lùi dần cho cái n mà không thì dừng lại. Như vậy chính là cái dòng này này, dòng này chính là cái dòng là kiểm tra kia. Kiểm tra khi nào chạy cái phần đệ quy thì phần, cái dòng này chính là đóng vai trò là phần cơ sở của chương trình đệ quy. Chúng ta gọi thử nó sẽ chạy được, nó chạy về đúng về đến một trăm thôi 1000 thì hơi nhiều quá. Để nó chạy đến một dừng lại nên thấy không nào. Cũng nói luôn các bạn nhé là ở trong Python ấy, thì hiện nay này trong hệ thống của nó có một cái hằng số, một cái biến để mô tả cái giới hạn maximum cho phép gọi lồng nhau ở trình đệ quy. Thì hiện nay con số đó nó là 999. Như vậy chúng ta lặp mà quá 1000 lần là nó báo lỗi. Thì nếu trình của chúng ta mà muốn chạy quá chạy lặp gọi là đệ quy quá 1000 lần, chúng ta phải sửa cái hằng số đó, sửa cái tham số đó. Thì các bạn xem lại cái cuốn Python nâng cao của tôi viết ở trong cái module sys, nó có hẳn một cái tham số rất quan trọng là đặt cái giới hạn cho cái phần gọi là cái phần gọi đệ quy. Mà này vừa tôi gọi là 1000 là báo lỗi đấy. Bây giờ muốn 1000 mà chạy được ấy, chúng ta sẽ phải vào cái module hệ thống của Python đặt lại cái tham số đó. Các bạn xem lại cái phần mở ra cái cuốn Python nâng cao của tôi kiểm tra nhé. Đó, thì nhưng mà đây gì? Ở đây các bạn thấy không? Đây chính là phần cơ sở của trình đệ quy. Còn đây là lời gọi đệ quy. Đấy, các bạn thấy nhé. Rất là rõ. Như vậy gì? Đấy, bây giờ chúng ta chú ý nhé. Như vậy bây giờ chúng ta chốt lại này. Rất quan trọng nhé. Thì chương trình, một cái chương trình đệ quy nó rất giống cái quy nạp của toán học. Thì tôi viết đây là đệ quy nhé. Đệ quy này. Đây là quy nạp. Hàng cái mặc dù nó rất là khác nhau, nhưng mà cái tư duy của chúng nó là rất gần nhau. Một cái trình đệ quy là cái chương trình mà nó phải có, chương trình nó phải có hai phần. Một cái phần là phần đệ quy. Phần đệ quy tức là nó gọi chính nó. Cái hàm gọi chính nó. Thì ở trong toán học nó có là cái phần là cái phần chứng minh quy nạp, là cái bước quy nạp. Còn có cái phần cơ sở này là cái phần mà chúng ta kiểm tra khi mà cái tham số của chúng ta mà phần đệ quy nó phải dừng lại được, tức là khi mà cái tham số nó nhỏ đấy. Tức phần cơ sở có ý nghĩa là để dừng cái đệ quy, không cho việc lặp đệ quy làm mãi mãi. Thì ở đây là cái bước cơ sở. Ở trong quy nạp phải có cái bước cơ sở. Như vậy là bước cơ sở của quy nạp thì nó gần, nó ý nghĩa nó tương đương hoặc là nó giống cái bước phần cơ sở của đệ quy. Cái bước quy nạp, chứng minh quy nạp nó gần giống với cái phần đệ quy. Đấy, như vậy bạn thấy nó có liên quan đến nhau không? Đấy nhé. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một ví dụ nữa thôi. Này,
Ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ một cái bài nữa thì chúng ta sẽ làm. Và sẽ có lẽ sang hôm nay là hết giờ rồi, sang hôm sau thì chúng ta sẽ có hẳn một cái buổi để vừa phát triển thêm các kiến thức về địa quy vừa làm bài tập luôn đấy nhé. Đây, tôi lấy ví dụ một cái cụ thể chúng ta thấy hình dung nhé. Vì ví dụ là cái dãy Fibonacci chẳng hạn. Dãy Fibonacci của chúng ta được thiết lập như sau là F0 sẽ bằng 0, F1 thì bằng 1 nhé. Còn tổng trên Vn lớn hơn 1 thì là Fn thì bằng là Fn-1 cộng Fn-2. Đây chính là công thức truy hồi của dãy Fibonacci. Thì tất cả các cái dãy số mà công thức truy hồi thì cái phần này là nó là cái phần cơ sở của công thức truy hồi, phần cơ sở là có giá trị ban đầu, còn đây là công thức truy hồi. Thì tất cả các cái công thức mà toán học là công thức truy hồi đó thì đều có thể tính bằng gì, bằng cái hàm địa quy. Công thức truy hồi nhé, rất quan trọng đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau chạy cái chương trình đơn giản, chúng ta chạy chương trình tính nhé. Chương trình của chúng ta là tính số Fibonacci, thứ n đấy. Chúng ta dùng cái hàm như này, dùng cái hàm là fib để cho nó nhanh đi nhé, n đấy. Thế chúng ta bắt buộc chúng ta không thể viết ngay được là return này đâu. Chúng ta viết này là máy báo lỗi ngay nhé, là nó lọc vô hạn ngay. Return là fn-1, xin lỗi, f là fib n-1. Công thức truy hồi đây là fib n-2. Thế này không được ngay nhé, thế này là máy sẽ chạy vô hạn ngay. Chúng ta phải làm ngay, chúng ta phải có một cái lệnh để kiểm tra gọi là phần cơ sở của cái của địa quy. Vậy là if nhé, if n bằng 0 thì sao đấy, if n bằng 0 thì f không bằng 0, chúng ta return luôn 0, được chưa? Bây giờ if n bằng 1 thì chúng ta return 1, còn nếu không else thì chúng ta sẽ return. Đây, đây mới là phần này, đây mới là cái chính chúng ta là gì này. Đấy, đúng không nào? Đây nhá, như vậy là cái phần này là chính là gọi là phần cơ sở của cái hàm địa quy của chúng ta. Nó xử lý trường hợp n nhỏ, ví dụ có thể n bằng 0 và 1, xử lý riêng biệt. N bằng 0 thì trả lời thì là nó chính là bằng 0, n bằng 1 thì nó là 1, còn n lớn hơn 1 thì nó trả về là cái này. Nó chính là cái công thức truy hồi đây, mà trong suy ra trong này nó chính là địa quy, được chưa? Bây giờ tôi làm thử bài toán này nhé. Đây tôi làm luôn này. Rồi n bằng 10 nhé. Bây giờ tôi for i in range n này. Và tôi print cái f fib i ra. Đấy. Một cái in lên trên một dòng nhé. Đấy. Tôi chạy thử. Đây là Fibonacci. Đấy. Mọi cái dãy công thức truy hồi là công thức truy hồi đều có thể tính và viết bằng cái chương trình như vậy, viết chương trình địa quy. Chạy thử các bạn xem nhé. Đấy. Này, đấy. 0 1 2 3 5 8 11 13 21 34 này, đó. Tôi cho n bằng 100 nó chạy được không nhé? Chậm không nào? Ấy vì sao nó 100 mà nó rất chậm nhé? Đấy. Cho tới là vẫn chưa xong nhé. Đây là nút này vẫn chưa xong đây này. Như vậy là vậy 100 là rất lớn luôn đấy nhé, rất lâu nhé. Đấy. Chưa xong đâu các bạn ạ. Đợi một tí đi. Tôi xem khi nào xong nhé. Tôi chưa kiểm tra thêm thời gian là bao nhiêu, nhưng mà này vẫn chưa xong đâu nhé. Quên không ghi ra đây là không ghi ra đây là cái là số tự đang là bao nhiêu. Đây này. Đấy. Chưa đến 100 đâu. Ôi 100 nó không đợi đâu. Đây này.
Tôi xong nhé, tôi làm chạy thử, tôi cho n bằng 50 đi nhé, 50 có thể nhanh hơn, 50 và tôi sẽ in ra hai con số, in ra là y. Đấy. Sau đó in ra, sau đó để cách dấu cách là fi nhé, kiểm tra xem là số tự số bao nhiêu nhé, in ra đây, đây 25, 26, 27. Đấy, chậm chưa? 50 là rất là chậm nhé. Nhưng mà các bạn thấy cái bài này là cái bài nếu chúng ta dùng công thức truy hồi mà tính Fibonacci thì tốc độ rất là chậm. Thì đến có lẽ hôm nay, hôm kia, buổi sau tôi sẽ phân tích các bạn xem là vì sao nó chậm như vậy và chúng ta có tìm cách nào để làm nhanh hơn được không nhé. Thôi, đến đây là chịu chết đấy nhé, rất là chậm đấy, chúng ta không có thời gian đâu. Tôi sửa lại thành như là 32 nhỉ, tôi sửa lại thành 30 đi cho nó nha, chạy 30 thì sẽ là chạy 33, dừng lại kìa, 33 chậm như vậy, rất chậm nhé. Đây này, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, dừng lại chưa, 30 nào. Từ 29 đến 30 là bắt đầu chậm rồi đấy nhé. Đấy, 30 là, 29 là đến rồi, 29 là xong nhé. Vì chúng ta chỉ có là 30, chính là từ 0 đến 29. Như vậy 29 là xong. Đấy, như vậy là số Fibonacci thứ 29, tức là N bằng 29 nó sẽ bằng là 514.229. Chúng ta ghi cái bài này lại nhé. Đấy, nhưng mà hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta học về cái này thì đến hôm nay không kịp thời gian, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây thôi và buổi sau tôi sẽ mang tiếp sang phần này. Phần kỹ thuật lập trình địa quy này ở trong chuyên đề là chúng ta dạy trong 10 tiết, 5 bài cái đấy nhé. Hôm chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng, em chào thầy. Chào các bạn. Cô chào thầy. Vâng ạ. Em chào thầy.